Nhà Trắng cho biết Mỹ vừa chuyển 2 triệu liều vaccine cho Việt Nam vào ngày 6 tháng 7. Lô vaccine Moderna, một phần trong số 80 triệu liều vaccine đầu tiên mà Mỹ cam kết hỗ trợ thế giới, sẽ đến Việt Nam cuối tuần này. Một quan chức Nhà Trắng cho biết lô vaccine chuyển tới Việt Nam thông qua chương trình COVAX là một phần trong chiến lược nhằm chấm dứt đại dịch COVID-19 trên thế giới. Đây là vaccine COVID-19 Moderna do tập đoàn dược phẩm Moderna phát triển, là một trong hai loại vaccine COVID-19 sử dụng công nghệ mRNA, bên cạnh vaccine do Pfizer-BioNTech sản xuất. Vaccine của Moderna cần được bảo quản trong nhiệt độ từ âm 50 độ C đến âm 15 độ C. Moderna khuyến cáo người sử dụng cần được tiêm 2 liều vaccine, mỗi liều cách nhau khoảng 1 tháng. Tới nay, Mỹ đã chuyển giao khoảng 40 triệu liều vaccine COVID-19 cho các nước trên khắp thế giới. Trước Việt Nam, Malaysia đã nhận được 1 triệu liều vaccine ngày 5 tháng 7. Nhà Trắng tuần trước cũng cho biết sẽ sớm chuyển giao 4 triệu liều vaccine cho Indonesia. Theo kế hoạch do Nhà Trắng công bố, trong 80 triệu liều vaccine chia sẻ đầu tiên, 55 triệu liều sẽ được chuyển giao thông qua chương trình COVAX, trong khi 25 triệu liều được Mỹ trao tặng riêng cho các nước đang đối mặt với làn sóng dịch bệnh khẩn cấp. Việt Nam nằm trong cả hai danh sách gồm các nước châu Á nhận 16 triệu liều vaccine lẫn danh sách các nước ưu tiên theo khu vực của Mỹ. Chính phủ Mỹ cho biết việc chuyển giao vaccine cho các nước đối tác có thể cần thời gian nhằm đảm bảo việc vận chuyển vaccine được an toàn. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@vongphapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.